Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tin tức Chibu Kim Lý Thái Hòa tụ hộ trong phim mới. Chibu Kim Lý Thái Hòa cùng loạt sao tên tuổi khác cùng nhau tụ hội trong dự án phim mới mang tên Vệ sĩ Sài Gòn. Mới đây, hình ảnh các ngôi sao Nam Bắc như Chibu, Kim Lý, Thái Hòa, Bê Trần cùng nhau hội tụ trong dự án phim mới Vệ sĩ Sài Gòn được tung ra khiến các fan nức lòng. Được biết, đây là một dự án hài hành động bom tấn dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 12 năm nay. Kim Lý với vẻ ngoài nam tính đầy sức hút là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai Vệ sĩ Sài Gòn. Chàng vệ sĩ thứ hai là cái tên đình đám Thái Hòa. Cặp đôi vệ sĩ vô song này sẽ cùng dấn thân vào một cuộc hành trình đầy kịch tính và vô cùng nguy hiểm để giải cứu một vị khách hàng giàu có. Trong cuộc hành trình hỗn loạn này, họ sẽ phải hợp tác cùng hai diễn viên trẻ đang lên đến từ Hà Nội, Chibu và Bê Trần. Bên cạnh bốn ngôi sao này, vệ sĩ Sài Gòn còn có sự góp mặt của Khương Ngọc, Diệp Lam Anh, Diễm My, mẹ con Kiều Trinh Thanh Tú. Bộ phim vừa chính thức khởi quay vào ngày 24 tháng 2 năm 2016. Tất cả các cảnh quay sẽ được thực hiện hoàn toàn tại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 6 tuần. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.